Đang có phải đường cầu là sao? Đây là 7 ạ. Hello anh em, lại đến hộ 6 đền nhá. C07 nhá. Đây là con vết. Chuông CR7. Hộ 6 đề nha, đây ở Vũ Thư nhá. Giật cá này. Con này mồm to thế. Đây là con kia, chỉ xả dây điện đằng sau thì kinh dây điện như đây 7 mét mà bọn nó cứ phải vần nhau nó to. Tiếp ơi, cho hội diều sáng xong ăn đi. Đâu đấy à? Đây. Cho con này ra cửa gì kia kìa, cửa miếu họ Đinh mà đâm. Bây giờ phải tính những cái con diều nào lên kia kìa. Ôi giời ơi, lúc này bảo bọn nó con diều to đấy, cẩn thận với cái dây điện. Phạm Đức ở đây. Ở cầu đen gần cạnh thủy. Làm đi. Cầu đen. Nhìn đừng một cái bạn diều sáo sông An Vũ Thư. Vĩnh Phúc, hôm nay có anh em ở Vĩnh Phúc về. Vâng, đây một con diều lợn. Công Hòa đi 100. Ống Minh Doãn, âm Minh Thành, âm Diều Sáo Thái Dương. Đừng có mỏng quá. Mỗi thằng kiểu rất đẹp luôn, còn nét này. Thành nào mà đẹp lắm. Chết mẹ, hôm qua đổ tí keo chảy đây này. Đâu để ra đấy, chẹt đấy. Hàng dây vỡ, đúng rồi, hàng vỡ. Đúng, không thể đẹp thì đẹp rồi. Vâng, nhập phẩm này tác giả đi.
đây làm ạ. Tác giả là đây, ống. Ống là... Dạ vâng. Nói chứ đẹp vô cùng. Cái miệng không trông. Ông kia kìa, mấy con kia này cứ đây đây đấy, đừng có vung nó cơn. Bỏ nhà em gọi nó đây rồi, tí đang đâm. Không có đâm thì nếu không thì phải để đầu giờ chiều. Đó mà ổn định thôi. Biết nó về nó đóng gió vào nó tẩu. Hôm nọ thấy quý anh phải biết hôm nay rồi. Biết u ở trong mồm nó to và nóng rồi. Từ thó vào ăn. Xong luôn. Phải cha. Cụ ra đi. Ôi con cái kìa, con cái anh ơi. Em đại trà đã bị gãy khung nhá mọi người nhá. Bị làm sao ấy, nó không cất lên được. Anh Minh ơi, con này về em chạy lại chưa bác? Hiểu. Lấy xem con to. Cho lên á. Cho cất lên à? Cái gì? Chó hiểu. Anh cầm mũi đầu thôi gì? Đó, nó cũng cây thôi. Cầm cái môi đó. Cuốn ngược từ dưới lên. Cuốn ngược từ dưới lên. Hay được không? Ra nước đột đi.
cá đứng cá. Đang chéo rơi đứng cá. Thả một đoạn ở đây đây đây. Nổ lắm. Bực nha. Mày cứ đâu cái thằng gió nào không có đâu. Mênh mông à. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Bây giờ đây là ối ối nè. Ối ối ối. Chuyện gì thế?